Rồi, chào anh em. Hôm nay tôi xử lý một số cái cây mai anh em để tập trung chúng ta nuôi núc tạo nụ chùm. Thì hôm nay là cũng đã là 16 này. 16 tháng 11 âm lịch rồi. Còn đúng 1 tháng nữa là chúng ta tiến hành lặt lá. Đúng 1 tháng nữa. Mà tới cái cử lặt lá thì tôi sẽ quay sẵn tôi chia sẻ và trả lời một số câu hỏi anh em. Một số anh em hỏi tôi về cây mai nó bị rụng lá đột ngột hết luôn ha. Thì đó là do anh em quên tưới ha. Quên tưới. Các anh em hỏi vừa hỏi ra là tôi biết ngay là các anh em quên tưới. Quên tưới 3-4 ngày rồi anh em bắt đầu tưới lại là nó rụng rụng đồng loạt luôn ha. Nó dẫn đến là cây mai nở sớm. Khi nó rụng thì chắc chắn là khoảng chừng 10 ngày đến 2 tuần. Từ 10 ngày đến 2 tuần là sau là nó nở. Nở bánh xác luôn. Nở coi như là nở hết cây luôn đó. Coi như là để năm sau thôi ha. Rồi hôm nay tôi bắt đầu chia sẻ cái việc mà chúng ta bấm tàn. Bấm tàn một lần cuối cùng ha. Một lần cuối cùng. Tức là cái này mình bấm tàn không phải là mình tạo cái cây ha. Tạo cái form cây đâu. Tạo cái dáng cây đâu. Mà mình bấm tàn để mình kiểm soát những cái cành. Mà nó có những cái tuột dài như vậy nè anh em. Đó. Trong cái thời gian 2-3 tháng vừa rồi á. Là do chúng ta để cái tàn này nè. Để chúng ta kiểm soát được cái khả năng lớn của cái nụ ha. Còn tới bây giờ á. Còn 1 tháng nữa lặt lá thôi. Mà vẫn còn những cái tàn xanh như vậy nè. Tôi tiến hành bấm. Bấm gọn. Bấm gọn. Bấm để cho nó lớn. Cho nó lớn như cái nụ này nè. Đây nè. Đây. Do ban ngày nó bận quá. Tối tôi về tôi thăm mấy cái mai tôi xử lý luôn. Đây, nút đây. Đó. Cho nó lớn nút đều ha. Cho nên trong nó nút đều nè, nút lớn nè. Nút nè, nút nè. Đó, mở những cái tàn nè. Những cái tàn ngoài này, phía ngoài này nó không có nút nè. Nút nó rất là nhỏ nè ha. Nút không có nút nè, đó. Do lúc trước tôi để tôi khống chế cái nút bên này, kiểm soát cái lượng nút bên trong nó lớn. Nó lớn không? Đó, bây giờ thì nó đã... cũng đã tới gần đến ngày lặt lá rồi, chúng ta không sợ nữa. Vì vậy tôi sẽ tiến hành bấm bỏ. Ví dụ như ở vị trí này á, là những cái nút chúng ta chọn nút cuối cùng là cái nút nào để chúng ta chơi được thì chúng ta chừa lại, còn không chúng ta bấm như cái vị trí này ha. Đó, từ đây đủ lên nè. Tôi sẽ bấm ở đây. Đó, bấm ở đây chừa lại cái hai nhánh này để cho nó nút nó lớn. Đó. Còn bên này nhớ này, cái này tôi đã khống chế lên ngọn này nè, nhưng mà bên trong nó còn hai cái nụ kim. Đó. Tôi sẽ bấm luôn cái phần này. Đó. Bấm luôn đó để cho nó lớn nụ nha. Đó. Nó vẫn giữ được cái form cây nha, nó không có bị phá thế cây nha. Đó. Chúng ta không có bấm mà để nó phá thế cây nha, ta bấm thì để khống chế thôi, khống chế những cái được nó để cho nó lớn nụ cho đều. Đó. Ví dụ cành này nè. Cái này á, thì nó có cái nhánh này. Có cái nhánh này nó cho cái nụ chân rất là nhiều. Nụ chân ha. Đó. Nụ chân cũng rất là nhiều nè. Đó. Còn cái nhánh trên này nè, nó không có cái nụ nào nè. Không có nụ ha. Đó, nụ kim nè. Nụ kim nè. Đó. Nhánh trên này là nụ kim nè. Đó. Và cái nhánh này nó cũng không có nụ nè. Búp không ha. Tôi đành bấm ngang đây. Bấm đây. Đó. Để nuôi cái cành này. Cành này và cái tược này. Sau này qua Tết tôi tiến hành tôi sẽ bấm luôn vị trí này. Đó. Khống chế luôn. Đây còn cái tược này nè. Tược này nó non quá trời nè ha. Nó sẽ những cái nụ gần đây nó sẽ không lớn ha. Nó không mập lên, nó chậm nó không mập lên, nó mập những cái nụ trong nè. Những nụ này nó không mập lên nè. Nó sẽ dẫn đến cái khi mà chúng ta lặt lá, nó sẽ dẫn đến nếu mà chúng ta không bấm bây giờ, khi mà lặt lá thì nó dẫn đến là những cái nút trên này nè nó nở chậm, nở sau cái nút bên này, dẫn đến là một cây mai nó
rất có nhiều, có rất nhiều cái đợt hoa ha. Đợt hoa nở ở bên trong, đợt hoa để bên ngoài, rồi những cái đợt hoa đầu này là thậm chí là tới hết, gần hết tháng giêng nó vẫn còn nở ha. Đó là những cái lúc này nè, những lúc này nè, những lúc đầu này nè, tháng giêng nó vẫn còn nở, rằm tháng giêng nó vẫn còn nở nữa, mùng 10, mùng 8, mùng 9, mùng 10 Tết là nó vẫn còn nở. Nếu mà chúng ta không bấm, vì vậy chúng ta bấm ha, bấm để cho nó lớn nụ, nó chín, nở nụ rồi nó chín, đó, để nó chín, để nó nở nó tương đối đồng loạt hơn ha, đó, bấm đi, tương đối đồng loạt hơn, đó, cái này thì tôi sẽ bấm đi, đó, nhớ, chừa lại những cái nút này, những nút kim này, những nút nó lớn được ha, những lớp kịp ha, đó. Bấm này đó, bà tôi bấm vô bên trong luôn, tôi không tiếc cái này, bấm vô bên trong luôn, cho nó lớn luôn, đó, đó nè, nó vẫn cân đối được cái cây ha, vẫn tạo được cái hài hòa cho cái cây, đó. Còn bên này cũng vậy nè, đây, tôi cũng quay chi tiết cho anh em luôn, đó, những cái tược cái này nó không có cái chân nút gì ha, không có chân nút gì nè, đó. Mà tược nó, những cái mâm này nè, nó chuẩn bị nó mâm bấm tược đây nè, đó. Nó đâm tược đây nè, mà trên này không có nút nè, không, do cái này nó phát những cái lượt đạm được một hai cái đợt tược cuối cùng của nó đó, mà nên cái chỗ này nó không có cái nút nào hết, do tôi để lại để tôi kiểm soát cái lượng nút nó lớn, vì vậy giờ không thích là tôi bấm nè, nhờ cái nhánh này nè, giờ nó không có còn cái tác dụng nữa, tôi bấm nè, tôi bấm để nè, do cái cành nè nó không có cái nút ha, cái cành không à, do mình cái này cái đợt đạm á, cái lượng đạm cuối cùng á nó phát ra á, nó không, những cái lá nó không có cái những cái nút ha, một vài cái lá nó vẫn có, tuy nhiên nó là nút kim thôi, nó sẽ bị ức chế ha. Đó, ra tược đây nè, nó ra tược nè ha. Đó, cái mầm này nó đang cũng bị ra tược nữa nè, đó, vì vậy nó không, nó ức chế lớn nụ ha, lớn nụ. Đây, coi dưới gầm nè anh em. Nè, nút nó lớn nè ha, nút lớn quá trời nè. Bên trong nè, bên ngoài này nó không lớn nè. Đó, tôi sẽ tiến hành bấm nè. Bấm luôn cái đợt bấm luôn cái đợt này đi. Đừng cho nó ra tược nữa. Bấm ở đây. Bấm bỏ đó. Rồi. Còn trên này. Trên này là cái nhiên cái nhánh này nè, nhánh này ha. Đây. Đó, nó có nút nè. Nhưng nhánh này nó có nút nè, nút nè ha. Nhánh này nó cũng còn có nút nè, nó vẫn ở được nè, nó lớn được nè. Còn nguyên cái từ đây đổ lên nè, nó không có nút nè ha. Nhưng cái nhánh tay này nó ra nó cũng không có nút luôn nè. Đó. Thì tao bấm ngay đây. Bấm bỏ. Đó. Cái cây mai nó vẫn cân đối nha, nó không bị mất dáng thế nha. Đó. Mình khống chế đấy anh em, khống chế để tập trung nuôi nút luôn. Đó. Như cái cành này, đó. Nó xanh mơn mởn nè anh em. Nó mở nè, nó đang bấm tược nè. Do cái cây này, cái cành này đang trong quá trình nuôi cái dáng bay, nên cái vị trí này là rất quan trọng. Bấm đây thì nó sẽ mất thế của cái cây. Thì tôi phải giữ cái cành này lại để qua Tết nuôi tiếp cho nó bay dài này nè. Cái tán bay này nó cả mét anh em, nè, gốc nó đây, nó bay lên tới trên này nè, nó bay như kiểu cái vàng leo vậy nè. Tôi tạo giống như vàng leo vậy nè, gốc đây nó bay qua đây, bay cả mấy một cái thai á, ngọn qua tới đây nè, như giống như là một cái mái chơi luôn, bay nè, gốc bên này ha, bay qua này đó. Vì vậy cái những cái nhánh này nè, nhánh này tôi nuôi nhánh bay nha, tôi không có cắt gọn, tôi chỉ khống chế được cái tược non rồi thôi đó. Còn này do tôi đang nuôi cái nhánh đó để cho nó bay lên, nên tôi không bấm nó sẽ bị mất thế, phá thế cái cây ha. Đó, còn những cái nhánh không quan trọng mà chúng ta bấm đó, những cái nhánh mà tự dự định tết qua Tết khi mà chúng ta phục hồi, chúng ta cũng sẽ bấm, thì chúng ta bấm luôn bây giờ nếu nó nút nó nhỏ ha, nút nó không có nút nó nhỏ. Còn những cái cành này nè, đây những cây này nè, chúng ta dỡ lên ha. Đó, có nút không? Có nút. À, có nút thì được, không có nút thì những cái nút nhỏ nhỏ này thì chúng ta khống chế luôn ha. Đây, nó đạt được nè. Nè, nó bông nè. Nó bấm luôn ha. Đó. Thu lại luôn, không cho nó
phát được nữa. Thì muốn chia sẻ này một số cái vấn đề ha. Thì và đồng thời á, chúng ta chuẩn bị cái lượng phân, để tôi đã chuẩn bị cái lượng phân đó anh em. Thì trong tuần này, cuối tuần này thì tôi sẽ tiến hành bón. Bón phân này này anh em. Phân này này. Phân NPK 12 cộng 17 ha. 12 cộng 17. Để cho nó lớn nốt vì hôm nay là bấm nè ha. Còn cuối tuần này là khoảng thứ bảy chủ nhật tiến hành phá này tưới ha. Pha tưới cho nó lẹ, cho nó bắt cho lẹ ha. Để cho nó lớn những cái nút, nó lớn những cái nút còn lại á, tức là nó chín á. Này cái thành phần kali cao ha. Và có cả NPK vừa có đạm vừa có lưng luôn. Đó, vừa có đạm vừa có lưng luôn. Nó sẽ giúp cho cái cây nó cân đối về dinh dưỡng ha. Và đồng thời á, cái kali là nó cao nhất. Đó là 12 12 17, tức là đạm lưng kali á. Đạm thì 12, lưng 12 và kali là 17. Vì vậy cái kali á nó sẽ giúp cho cái nút này nó chín ha. Nó chín nhá, nó chín đều ha, nó chín đều. Và đồng thời nó có cái một số cái có lượng đạm là 12 nữa ha. Đó, 12 nó sẽ giúp cho cái giữ được cái lá nè, có cái dinh dưỡng nó nuôi được cái lá nè, giữ được cái lá nè. Đó. Đó là cái quan trọng. Còn lưng thì nó cũng có nhiều cái thành phần, nó nhiều cái tác dụng để giúp cho cây nó lơ, cho nó mập nụ nha, mập nụ. Lưng và kali mà kết hợp là nó sẽ mập nụ, nó chín nụ, lớn nụ và tạo nụ chùm nhiều. Mà nếu mà cái trường hợp cái cây mai mà của anh em mà nút to á, thì các anh em hạ cái thành phần lưng xuống ha. Hạ thành phần lưng xuống, chúng ta nâng cái thành phần đạm lên. Nếu mà chúng ta không hạ được cái thành phần lưng xuống á, thì chúng ta cũng sử dụng, nếu mà chúng ta có phân này nè, chúng ta vẫn sử dụng phân này. Là phân này là 12 17 ha. Nếu mà chúng ta muốn cây mai mà chúng ta nút lớn á, thì chúng ta vẫn giữ sử dụng phân này. Mình chúng ta trộn thêm một ít phân gọi là phân mà có thành lượng đạm, thành phần đạm cao á, chúng ta trộn thêm một lượng nhỏ thôi để chúng ta vẫn hòa nước chúng ta tưới. Hoặc là chúng ta có cái phân mà 15 năm 20 á ha, NPK 15 năm 20 á, thì chúng ta tưới và pha tưới cho nó cũng được, để cho cái nó, chúng ta lại hạ cái thành phần lưng xuống để nó không có lớn nụ nữa, nó không có kích thích cho lớn nụ nữa, mà nó chỉ kali nó giúp cho chín nụ thôi, nó không cho giúp cho lớn nụ ha. Nó lớn nụ quá thì nó dễ nở, còn nó làm cho chín nụ thì nó không phải là nó dễ nở lên. Chín nụ là, tức là nó sẽ hình thành những cái nút con bên trong này nè, nó nhiều ha, nhiều vào cái nút nó chín. Khi mà nó chín thì khả năng nó cho nụ bông bên trong này nó nhiều hơn ha. Đó vẫn là một số vấn đề vẫn chia sẻ anh em. Thì còn bây giờ đến qua đừng có quên là tưới nước ha. Ngày hai cử ha, đừng có quên tưới nước và kiểm soát về sâu ha, nhất là những con sâu li ti. Còn bây giờ thì nó có nhện đỏ cũng không ăn nhầm gì đâu. Từ giờ tới ngày đặt lá còn chừng tháng nữa. Giờ có bây giờ mà chưa có nhện đỏ, nếu mà trong vòng một tháng nữa nó có xuất hiện nhện đỏ cũng chả sao đâu ha. Tại là khi mà nó xuất hiện nhện đỏ thì cũng lại nửa tháng sau rồi ha. Nửa tháng sau nữa thì mình cố thêm mười mấy ngày nữa chúng ta lặt lá mất tiêu rồi, chúng ta không sợ. Nhất là sâu ha. Bây giờ quan trọng nhất là kiểm soát về sâu, nhất là những con sâu li ti á. Trong cái giai đoạn này những sâu li ti nó rất dễ hình thành, nó phát hiện nhanh lắm. Phát triển nhanh lắm. Trong vòng 2 ngày mà chúng ta không phát hiện là nó đã dứt cái nụ rồi, nó phá nụ ha, nó phá nụ tức là nó chui nó ăn bên trong rồi. Những cái nụ chuyển sang màu đen á ha, đen sẫm á ha, nâu sẫm á, là tức là bên trong nó đã trống lỏng rồi đó, nó còn cái vỏ không à. Vì vậy chúng ta để ý lượng sâu ha. Sâu đó những sâu li ti nó không ăn lá đâu, mà nó ăn nụ nè. Ăn nụ và những cái rầy ha, rầy nữa. Rầy và sâu và kiến nữa, nó làm cho đen nụ nè, nó làm cho sau này nó khó bung vỏ trấu ha. Còn bây giờ chúng ta thì cuối tuần này chúng ta tưới cái này, cuối tuần này chúng ta tưới cái này, sau khi chúng ta tưới cái này 3 ngày sau thì chúng ta tiến hành 3 đến 5 ngày sau hoặc thì chúng ta tiến hành tưới kali ha.
Ở đây á là tôi giải thích anh em cho anh em hiểu là tác dụng của cái việc kali ha. Kali mà cái anh em cứ kiếm cho bằng được cái kali bo á là cũng không nên ha. Cái kali nói chung kali loại nào cũng được anh em, loại nào cũng được hết. Đó. Mà quan trọng là cái liều lượng chúng ta tưới cho nó phù hợp, tức là chúng ta tưới 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 loãng. Tưới loãng à. Tưới mà chúng ta tưới đừng có tưới nhiều quá, chúng ta tưới loãng thôi ha. À, còn còn cái calibo đừng có cố gắng tìm calibo làm gì ha. Chúng ta tự chủ yếu là sử dụng cái thành phần kali thôi. Còn cái bo thì nó có tác dụng là với cây ăn trái thì nó nhiều hơn. Còn đối với cây cho hoa thì cái calibo nó cũng không có tác dụng nhiều lắm đâu. Do cái tôi thuận lợi tôi mua luôn chứ thực tế này nếu có kali thì chúng ta vẫn sử dụng kali được rồi, không cần bo đâu ha. Nếu mà không có thì chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng NPK có kali cao là ổn rồi. Còn chúng ta mua nếu mà chúng ta tiện chúng ta mua được á thì chúng ta mua cái kali là được rồi ha, kali loại nào cũng được anh em. Nhất là quan trọng việc là việc chúng ta tưới ha, tưới kali chứ đừng có nên phun kali một mình ha. Kali kali độc lập á thì chúng ta pha nước chúng ta loãng chúng ta tưới thôi, mà đừng có tưới nhiều ha, dư kali rất là nguy hiểm. Mà nó hụt kali cũng không tốt cho cây mai, vì trong cái thời gian lạnh kali nó giúp cây mai nó cái rễ mai nó hấp thụ được nhiều cái nguồn dinh dưỡng như mai dê kẽm này kia đó. Cái kali á, nó giúp cho cây rễ mai nó khỏe, nó chống chọi được cái mùa lạnh ha. Thì tới cái mùa cận Tết này có nó lạnh thì cái rễ nó cũng 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 hỗ trợ kali, nó hỗ trợ cho cái rễ ha, hấp thụ dinh dưỡng. Còn thiếu kali thì thứ nhất là cái nút nó nụ nó không được nở đều, bông không được sắc, không sắc và mau tàn. Và đồng thời á là cái rễ nó sẽ kém hút chất ha. Nó kém được cái khả năng chống chọi được với thời tiết lạnh ha. Còn cái dư kali á thì nó rất nguy hiểm, dư kali là rất nguy hiểm ha. Dư kali là nó coi như là cái rễ nó tê liệt luôn anh em. Rễ nó già mà nó tê liệt luôn, giống dư kali là cái rễ nó tê liệt, nó đơn thuần vậy đấy ha. Tức là nó không hút chất nữa. Càng dư nhiều bao nhiêu thì rễ nó càng tê liệt bấy nhiêu ha. Nó dẫn đến là hư cái mai ha. Đừng có để dư kali nha, chúng ta bón lưu lượng ít thôi, loãng thôi, một lần hai lần thôi, một lần thôi cũng được rồi. Còn trước khi chúng ta xịt đó thì từ bây giờ đến tới cái ngày đặt lá chúng ta đừng xịt gì cái phân bón lá gì cho cái mai nữa ha, đừng xịt thêm bón lá gì thêm. Nếu mà nút còn nhỏ thì bây giờ anh em xịt luôn đi, xịt cái thằng gromo 6-30-30 ha, 6-30-30. Còn cái 901 không có tác dụng anh em ha, 901 nó không có tác dụng cho cây mai nút nhỏ, mà nó chỉ có tác dụng là nó giúp cho cái nút mai mà nó chín thôi, mau chín thôi, chứ không có huy động được cái mầm hoa nó lớn ha. Phải kết hợp với lân và kali thì cái nụ hoa nó mới lớn, bằng việc chúng ta phun trực tiếp vô trong lá để cho nó hấp thụ cho thật thiệt là nhanh ha. Còn đối với anh em mà không có loại đó thì cũng không sao đâu, nút cũng ổn là được rồi. Còn chúng ta nếu mà chúng ta chuẩn bị thì để lặt lá xong chúng ta chuẩn bị chúng ta xịt cho nó ha. Lặt lá xong sau cái ngày 23 tháng chạp á thì chúng ta xịt cái 901 hoặc là Gromo 6-30-30 cũng được ha, 901 cũng được. Xịt khi mà nó vừa bung bung quả trấu ra là chúng ta xịt hai lần ha. Còn nếu mà khi mà chúng ta lặt lá ra xong á thì chúng ta kiểm soát được cái khả năng bung lộ của cái nút mai ha. Khi chúng ta mới lặt lá xong á thì chúng ta sẽ cắt nước nó 2 đến 3 ngày ha, và chúng ta tưới lại. Ví dụ như chúng ta cắt nước 2 ngày đi thì đến trưa hôm nay là chúng ta tiến hành tưới để cái mai ngồi nắng và tưới ha. Tưới lúc trời đang nắng luôn nè, tưới cả cả cành cả đồ cả gốc luôn ha, tưới một lần ở đầu qua ngày mai, qua sáng ngày mai tầm 8 đến giờ trưa ngày mai đó là chúng ta để cái nút nè. Khi chúng ta cái ngày đầu á chúng ta tưới á, chúng ta cắt nước xong chúng ta tưới lại, chúng ta nhìn cái nút này qua hôm sau chúng ta tiếp tục nhìn lại cái nút này coi những cái nút này nó có mọc cái nó có vỏ trấu của nó có di chuyển hay không.
nó có động thái di chuyển hay không, rồi nó mở cái vỏ chấu nhẹ nhẹ thôi, mà chúng ta nên để ý kỹ chúng ta sẽ thấy ha. Khi nó mở được vỏ chấu đó là chúng ta không cần xịt gì thêm, là ổn định. Chúng ta chỉ kiểm soát sau thôi. Còn cái ngày mà sau khi chúng ta cắt nước 3 ngày thì hôm nay trưa nay ví dụ cắt nước 3 ngày thì trưa hôm nay chúng ta tưới, để ngoài nắng chúng ta tưới. Qua trưa ngày hôm sau chúng ta theo dõi cái nút này nè. Nếu mà trường hợp nó chưa chuyển mình chưa chuyển mình chúng ta sẽ có biện pháp liền ha, biện pháp liền bằng cái thuốc mà kích thích cho nó bung vỏ chấu. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng Antonic cũng được anh em, hoặc chúng ta sử dụng thủ công bằng cái việc mà chúng ta để cái mai ngoài nắng nè ha, rồi lâu lâu chúng ta tưới nước ấm cho nó, hoặc là chúng ta tưới lúc giữa trưa, hoặc là chúng ta để cái mai trên nền xi măng luôn cho nó hốc ha, cho nó hốc, cho nó ấm cái mai, đừng để cái mai rễ mai nó lạnh. Thì chúng ta có nhiều biện pháp ha, nhiều biện pháp. Rồi chúng ta kết hợp với xịt Atonic đó nè, xịt Atonic ví dụ như chưa thấy bung không, rồi trưa ngày hôm đó chúng ta xịt Atonic cho nó luôn, xịt và chúng ta phơi nắng đó, xịt nó ha, xịt đó. Thì nó sẽ có cái biện pháp sẽ giúp cho cái kích thích nó bung vỏ chấu ha. Còn nếu mà trường hợp mình thời tiết quá lạnh thì có nhiều cái biện pháp khắc phục khác. Tuy nhiên khi mà nó đã quá lạnh thì nhiều khi cũng thua ha. Nó lạnh quá đi. Nó mà từ trường hợp nó 16 độ hay 12, 13, 16, đến 16 độ là thua. Nhiều nó lạnh là mai khỏi nở luôn á. Nhiều một số giống thì nó vẫn nở được, một số giống thì nó không nở luôn. Nó nằm luôn ha. Đó thì tôi sẽ có những cái video chia sẻ với anh em chi tiết về cái việc lặt lá và chăm sóc cây mai sau khi lặt lá và sau khi nó bung vỏ chấu cho đến Tết luôn ha. Rồi một lần nữa xin chia sẻ anh em, các anh em thấy hay thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và nhớ nhấn nút chuông để khi tôi đăng tải cái video mới thì các anh em sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em.